Tiếp tục là series trở về quá khứ và giải cứu người anh em đã khuất. Ây, ok, nếu như trong với sức mạnh ở thời điểm hiện tại mà mình sẽ chọn ra ngẫu nhiên 5 nhân vật để xem 5 nhân vật này quay trở lại quá khứ và giải cứu Ây, xem liệu là Ây có sống anh em nhé hay là vẫn phải ra đi. Ok, người đầu tiên trong bộ này đó là Chopper. Chopper thì cũng khá là phế thôi. Tiếp theo Buggy, hai thanh niên tấu hè nhất nhì One Piece. Nên quả này để xem người tiếp theo đó chính là Hawkins. Hawkins chán thua lắm anh em ạ. Người thứ tư để xem nào. Xem ấy quả này no hope quá anh em nhỉ. Fujitora, nếu mà bốc dính hải quân thì liệu hải quân có cứu ấy không anh em? Fujitora thì có hải quân mà hay là quay ra cắn ngược lại đội hình nhỉ? Ok, người cuối cùng mà ra tứ hoàng thì tạm tạm nhá. Sabo à, rất hợp lý. Sabo mà được quay trở lại để cứu A thì cũng ok đấy anh em nhỉ. Anh em nghĩ đội hình này có cứu được A không?